Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 23 tới tháng 11 năm 2019 nha anh em. Mình có lại vườn kiển của anh Vũ. Anh Vũ xin ra mắt ghi hình với anh em là dài phôi mai vàng. Rồi để mình vô cận cảnh cụ thể với anh Vũ ha. Rồi mình chào anh em cái anh Vũ Rồi, ơi. chào anh em trên YouTube nha. Rồi mấy anh em lên chương trình sao anh Gột ơi? Cái này lên chương trình là có 7 phôi mai mini. 7 phôi mai mini ha. Rồi giá hôm nay sao đó anh? Mềm mỏng dễ chơi. Mềm mỏng dễ chơi. Rồi tất cả hôm nay là cây mới phải không anh? Cây mới không cây, đây là cây mới không bán không kịp mà. Hôm qua cái kênh hôm qua là hết rồi phải không anh? Hết rồi, kênh qua có giao lưu anh em hết rồi. Cho luôn em hết à. Rồi đáp là chi ăn, hôm nay anh Vũ sang hàng giá mềm để cho anh em nha anh em. Rồi Rồi, bắt đầu làm cây số 1, cây đầu tiên chỉ đầu nha. cái số 1 nha. Ôi nét rồi ok rồi ok rất đẹp. Cây này rất già nha, cây này là người ta hâu lần 20 năm nè, bông bao đẹp nha. Bông bao đẹp ha anh Hôm nay em. là cái đám này là bao đẹp bông nè. Rồi hôm nay là bao bông bao đẹp cho anh em nha. Anh Vũ alo là mua trực tiếp trong vườn nên biết bông đó nha anh em, không sanh qua cò lái ha. Cây này là rất là đẹp nè, cây này là lên chậu rồi để bạn trưng luôn nha. Ok, rồi anh em nào có thích cây nào á thì cứ liên hệ với anh Vũ là số 0907 914 1218 gặp trực tiếp anh Vũ nha anh em. Rồi anh em nào có yêu quý Hiệp Trương á thì bấm cho mình cái đăng ký kênh nha để có động lực đi ghi hình phục vụ cho anh em mọi miền Tổ quốc. Quá đẹp, nét rồi, quay quay quay. Cây này là để lên bàn chân là khẩu chơi nha anh em, quá đẹp rồi. Quá đẹp anh em ơi. Quá đẹp thằng mắt, rất đẹp, rất duyên nha anh em. Cây nước ngoài đẹp lắm. Hàng này coi như là muốn ác nha. Như nó già cây nó nách nó lên xù hả anh Vũ? Già lắm, cây này người ta hơn 20 năm đó, không có gì đó. Vậy đó ha. Quá đẹp, đẹp rồi. Rồi ok, đã rõ anh Vũ ơi. Đã rõ, thông số. 16 hoành. Quanh thân 16. Chiều cao 40. Chiều cao là 40 rồi. Cây mã số 1 giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 1 này có giá là 1 triệu. Cây mã số 1 giá 1 triệu à. Anh Vũ vẫn hỗ trợ phí ship cho anh em đó nha anh em. Rồi. Quay vài vòng nữa anh em. Quá trời đẹp với cái dàn đế này nè. Cây này nói chung là lên trên cái chậu mà xứ nhỏ, ai mà có chậu đập cái đưa cây lên là chơi đã. Chơi rất đẹp nha anh em. Đó, anh Vũ hôm nay là bao bông cho anh em là bông đẹp đó nè. Anh em về chơi riêng khỏe hơn chơi ghép anh em à. Đó. Rồi. Đổi phôi anh Vũ ơi, xin nhắc lại là phôi số 1 1 triệu nha anh em. Anh em có ưng thì cứ liên hệ với anh Vũ là số 0907 914 218 gặp trực tiếp anh Vũ ha. Đây là phôi Rồi. số 2 nha. Phôi số 2 dáng nó quỳ nha anh em. Cây quỳ và nó có thân dặn nha, nó không nó ok. cây đảo thân hay lắm. Rồi đã gõ anh Vũ ơi. Mau lẹ đi ha. Mau lẹ đi. Hàng quýt mà. Quýt. 20 hoành. Hoành thân 20. Đường chim bay 48. Chiều cao đường chim mai là 48. Rồi cây mã số 2 này giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 2 này giá 400k, hỗ trợ phí ship luôn, hết hồn hết chết chưa. Cây mã số 2 này giá 400k, vẫn hỗ trợ phí ship nha anh em. Đó. Rồi đã rõ. Mã số 3. Cây số 3. Để đấm cũng đẹp quá anh Vũ. Mã số 3 nha anh em. Đó, nhưng nó hú hú nha. Nguyên cái đích thú luôn. Họ quay ra. Đấy tương đối nôm gì chơi được rồi. Vậy đó hả? Không rồi, có nhiều anh em vô comment á, Vũ nói sao anh đi săn cây hay quá. Không biết mình chạy ngày sau anh. Ngày chạy chừng 100.000 giờ, ngày săn rồi. Ngày chạy là chiếc Sirius chạy một ngày có 100.000 săn đó nha anh em. Đó, ngày chạy bình quân chắc cỡ 200 ngoài cây số. Ngày chạy bình quân nếu mà đi vòng 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 trong vườn là khoảng 200 ngoài cây số đó nha nè. Đó, để lắp lại những tri ân anh khách hàng đã ủng hộ đó, anh Vũ gắng đi săn cây để phục vụ cho anh em nha. Anh em nào có yêu quý anh Vũ thì cứ liên hệ mình, yêu thích thì cứ liên hệ trực tiếp anh Vũ mình thỏa thuận nha anh em. Rồi. Rồi điểm. Rồi điểm. Cái
cái này có đuôi đít luôn thấy không? Giờ đó, đúng rồi. Rồi, lo đi anh. Hai hoành. Hoành thăng 22. Cao đi. Cao. 44. Chiều cao là 44. Rồi cái mình thú cái nghe. Đâu mình thú nha anh em. 35. Mình thú là 35. Rồi cây mã số 3 này có giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 3 này có giá 700 ngàn. Cây mã số 3 giá 700k nha anh em. 700k hỗ trợ phí ship luôn nữa. Đó, 700k vẫn hỗ trợ phí ship cho anh em ha. Trên mọi miền tổ quốc, anh em miền Trung, miền Bắc, miền Nam đều là anh em, nên Vũ sẽ bỏ hỗ trợ phí ship hết, không quan trọng vùng miền nha. Xa đến đâu cũng vẫn hỗ trợ phí ship anh em. Đối với anh em chơi là cháy hết mình. Rồi. Rồi đã rõ. Đã rõ. Đổi phôi. Số 4 anh Vũ. Đây số 4 đây. Đây. Đây, số 4 đế đẹp nha anh em, đế nó đẹp ha. Đế là không phải thú cụ nữa ha. Đó. Cái này già nha, mình máy nó găng ruốc hết trơn rồi đó. Nó muốn lên cục xù hết. Đó. Ok. Quá trời cái cục đế đã. Ha. Đế đã quá đã. Gắt nét. Ok. Rồi, đã rõ anh Vũ ơi. Cho anh em cái thông số đi ha. Cho anh em cái thông số đi. 20 hoành. Hoành thăng 20. Đường chim bay 47. Đường chim bay là 47. Rồi, cây mã số 4 này giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 4 này giá nó 800k. Cây mã số 4 giá 800k nha anh em. Rồi xin nhắc lại là cây mã số 4 giá 4 gì giá 800k. 800k hỗ trợ cho anh em phí ship ha. Rồi, đã rõ anh Vũ ơi. Đổi phôi. Số 5 phải không? Số 5. Ê, số 5 đế đẹp nha anh em, quay đi. Số 5 này nguyên đống đế nha anh em. Quay cục đế ha. Đó. Rất đẹp, rất là già cây nha anh em. Đó. Ơi nguyên luôn ha. Quay anh Vũ. Cây nó già lên nung hết trơn nha. Đâu đâu chỉ chỉ cho anh em. Có gì đặc điểm của cây đó đặc biệt mình chỉ anh Vũ. Già mà bông đẹp nó nung hết. Đó. Gì đó ha. Đây này thì đế đóng rồi. Đế rất đẹp nha anh em, đế nhìn ngoài rất lực. Kỹ vô đế cho anh em rồi tham khảo nữa. Ừ. Rồi, đã gõ anh Vũ ơi. Rồi, cây này có đế mình đâu hoành đế luôn đi Vũ. 27 hoành eo. Hoành eo là 27. Hoành eo là hoành thăng đó nha anh em. Hoành củ đế 70. Hoành củ đế 70. Chiều cao 52. Chiều cao 52 rồi. Cây mã số 5 này giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 5 này có giá là 1 triệu mốt. Cây mã số 5 đế đẹp giá 1 triệu mốt nha anh em. 1 triệu mốt, xin nhắc lại là cây mã số 5 1 triệu mốt. Anh em có ưng cứ liên hệ số của anh Vũ nha. Số 0907 914 218 gặp trực tiếp anh Vũ nha anh em. Rồi. Quay vài vòng nữa anh Vũ ơi. Rồi đã rõ. Quá nét. Số 6. Số 6 này gắt quái nha anh em. Đây, từ từ. Chậm chậm anh. Hấp fan nha anh em. Hấp hết fan nha anh em. Cái này đúng thế là kiền ba chân luôn đó nha. Cái này là mua là trồng trong nhà là phong thủy đó, làm ăn vững chắc đó. Đó, ok, vững chắc như kiền ba chân nha anh em. Ừ. Rồi ok, thông số đi anh Vũ. Mười sáu hoành. Hoành thăng 16.
Chiều cao là 40. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 40. Chiều cao đế nôm là 27. Chiều cao bộ đế nôm là 27. Rồi, cây mã số 6 này giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 6 này có giá 800k luôn. Rồi, cây mã số 6 giá 800k nha anh em. Hỗ trợ phí ship cho anh em luôn. Cây số 6 này cũng giá 800k. Cây mã số 6 giá 800k nha anh em. Hỗ trợ phí ship cho anh em nha. Rồi, đổi phôi lên Vũ. Rồi, tới cây mã số 7. Này. Trời ơi, từ từ nha, cái này đẹp anh Vũ. Thằng nó lắc. Rất là già cây ha. Thằng nó lắc. Quá đẹp nha anh em. Cây này dài lắm, già rồi nha. Cây này dạ, nó cộng nằm vậy đó. Rồi 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 rồi, điểm mặt này nè. Rồi cái này là có sao không? Báo cụ thể đi anh Vũ. Cây này là nó sành đá nha anh em đó. À, có nghĩa là nó bị dợp da tàn phai theo năm tháng thôi, bây giờ nó sành này anh em không ăn thua gì hết ha. Mấy cái thẹo này là đúng rồi, mình chơi là mấy cây là mới là cây cổ nè. Đó, đúng rồi. Cây này nó quá cổ. Đó, anh Vũ buôn bán phải báo cho anh em rõ ràng ha. Cây này là sành đá chứ không phải là bọng, bọng là khác, sành đá. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, có đặc điểm, khuyết điểm gì là cũng báo cho anh em đó nha anh em. Nét lắm rồi, nét lắm rồi, quay đi, quay đi. Đi con gọng nằm vậy đó. Quá nét rồi. Phôm chuẩn rồi, chuẩn rồi. Lên, quay, 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 quay. Cây này là cũng là cây cuối cùng của ngày hôm nay nha anh em. Rồi, cây mã số 7 cũng là cây cuối cùng của ngày hôm nay đó nha anh em. Anh em có quý anh Vũ thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Vũ nha. Số 0907914218. Mình gặp trực tiếp anh Vũ nha. Rồi. Cho anh em cái thông số đi anh Vũ ơi. Rồi trước mắt là mình cho cái chiều dài của chiều dài mình thú đi. Cho ta lựa chậu đó. Chiều dài thú là 40. Chiều dài mình thú là 40 đó nha anh em. Đó, nó dài khá dài nha anh em. Quành thân quành eo á 21. Quành eo là 21. Chiều cao 57. Chiều cao 57. Rồi, cây mã số 7 này giá sao anh Vũ ơi? Mã số 7 này để anh em 1,2 triệu thôi. Giá hữu nghị dễ chơi. Cây mã số 7 giá 1,2 triệu nha anh em. Một tác phẩm đẹp ha. Quả dị cà na nha anh em. Quay dài vòng à. Rồi, phôi số 7 làm giá 1,2 triệu nha. Rồi, phôi số 7 cũng là phôi cuối cùng của clip ngày hôm nay, ngày 23/11/2019 nha anh em. Anh em nào có quý Hiệp Trương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh nha. Anh em nào có thích anh Vũ thì cứ liên hệ số 0907914218 gặp trực tiếp anh Vũ để thảo luận nha anh em. Rồi, hân ái chào anh em, hẹn anh em cái video sau mới nhất, sớm nhất.